Xin được giới thiệu với các vị quan khách ở phía bên tay phải sân khấu của chúng tôi nhìn xuống. Đó là hai ông bà thân sinh ra chú rể Hoàng Chiến. Xin được đại diện cho họ tộc nhà trai rất được hân hạnh kính chào quý khách. Xin mời hai ông bà hãy cùng cúi chào ạ. Mời quý vị dành những tràng vỗ tay nồng nhiệt đi ạ. Xin cảm ơn. Phần tiếp theo bây giờ cũng là ông đại biểu đại diện cho phái đoàn họ nhà trai. Thưa quý vị, như cách đây chỉ mấy ngày thôi, chú rể Chiến đã đi ra chợ mua trầu để cho bác mẹ bác cầu qua chơi. Có sự trầu lại là cái cớ, cái duyên, cái tình của Hằng và Chiến, hay họ, hai bạn đã kết tình yêu đến với nhau. Thưa quý vị và các bạn, chính thức giờ phút này cho phép ban tổ chức của gia đình họ nhà trai chúng tôi được trịnh trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của chú rể Chiến sánh vai với con dâu Hằng được chính thức bắt đầu. Nhà gái có đôi lời phát biểu ý kiến cũng như là trao dâu và đón nhận rể. Tôi xin kính chào các cụ, các ông, các bà cùng hai họ một lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng hai họ và bạn bè tân quý khách gần xa, cháu Chiến và cháu Hằng, hai cháu đã khôn lớn trưởng thành, hai cháu đã tìm hiểu nhau một thời gian dài. Với sự đồng thuận của hai gia đình, cho phép hai cháu được làm lễ thành hôn. Về phía họ nhà gái chúng tôi, hôm nay có các cụ, các ông, các bà bên họ nhà gái đưa cháu Hằng về nhà chồng, về lại làm dâu con của các cụ bên họ nhà trai. Kính thưa các cụ, cháu Hằng tuy đã đến tuổi trưởng thành, xong trong cuộc sống thường ngày cháu còn nhiều điều bỡ ngỡ. Tôi kính mong các cụ, các ông, các bà bên họ nhà trai giáo dục và dìu dắt cháu. Kính chúc các cụ, ông, các bà cùng hai họ lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc cho hai cháu hạnh phúc để ngày này sang năm hai cháu được dang rộng vòng tay để đón đứa con đầu lòng là trai. Tôi xin cảm ơn. Quá tuyệt vời. Vâng, cảm ơn bác rất nhiều ạ. Xin trân trọng kính mời ông đại biểu đại diện cho họ nhà trai có đôi lời phát biểu ý kiến. Xin kính mời ông. Hôm nay ngày tốt có ông bà, ông sĩ, có chiến chiến đến thì thị gia đình thì tôi giới thiệu chết là cảm ơn các cụ, các ông, bà tam thế hồi hôm nay. Đấy, tôi là bác chiến chiến, là tôi mặt nhà trai thì tôi nhận cho nhau, xin chấp nhận những lời nói của ông ba vừa rồi với nhà gái thì cảm ơn. Vâng ạ, xin cảm ơn bác đại biểu đại diện cho họ nhà trai rất nhiều. Tuy rằng đôi lời ngắn ngủi nhưng đầy xúc tích và ý nghĩa, bởi vì là ban nãy là ông ba đại diện họ nhà gái cũng phát biểu đầy đủ chi tiết rồi, nên bây giờ họ nhà trai chúng tôi chỉ được phép là đón cô dâu là dâu con thôi. Chính điều đó là ông có đôi lời phát biểu rất là chi tiết và cũng lại là xúc tích ý nghĩa. Cảm ơn. Mối tình thông gia bền chặt dài lâu ấy ạ. Và chính thức giờ phút này hai bên gia đình cũng là dâu gia của nhau, mà cô dâu chú rể là vợ chồng chính thức rồi. Xin cảm ơn. Chúc hạnh phúc gia đình của họ nhà trai chúng tôi bằng thước phim và thước ảnh thân em. Một lòng lợi nhất, xin mời các đồng chí. Chí rất là xuất sắc và tình cảm đấy ạ. Kính mời hai bác ngồi đó cùng phát biểu ý kiến và nói chuyện. Cảm ơn. Ngày hôm nay chúng tôi xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể. Điều thật lớn lao. Thưa quý vị thân mến, như chúng ta đã biết là người ta từng nói những chiếc nhẫn này là một minh chứng và tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu và bền chặt. Nó có điểm bắt đầu và không có điểm kết thúc, giống như thời gian luôn trôi mãi và trường tồn. Tình yêu của Hoàng Chiến sánh vai với Thu Hằng cũng vậy, họ luôn trường tồn, họ luôn bảo vệ cho nhau, họ luôn cần có nhau, sẵn sàng tình yêu hạnh phúc của mình, những gì tất cả họ sẽ làm với nhau. Chính điều đó mà họ đã hứa hẹn một chiếc nhẫn vàng bằng vàng, và từ phía hai bạn đã trao cho nhau bằng tình cảm rất là đẹp trong ngày hạnh phúc hôm nay. Xin được cảm ơn. Tiếp theo bây giờ xin mời hai bạn tiếp tục quay mặt về nhau nữa đi ạ. Rồi, hai bạn quay mặt về nhau nữa đi. Tôi muốn bây giờ là chú rể hãy cùng đưa nhẹ hai tay vào hai eo, hai bờ eo của cô dâu. Hãy cùng đưa nhẹ hai tay lên hai bờ vai của chú rể đi. Rồi,
hai bạn này rất là ưng ý này, đồng tâm đầu ý hợp, rất là tuyệt vời đấy. Và hãy trộn nhau hai mái tóc ngắn dài, những cánh tay hãy vòng xiết lấy đôi vai, và hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt, và hãy khăng khít những cặp môi gắn chặt để cùng nghe đôi hàm ngọc của Hương. Trong say xưa, Hằng có nói với Chiến rằng gần thêm nữa, nữa đi thế vẫn còn xa lắm. À, sau đây ban tổ chức chúng tôi xin đếm từ 1 đến 3. Mời các quý vị ở phía dưới chúng ta cùng đồng thanh theo ban tổ chức chúng tôi và dõi theo và chứng kiến một nụ hôn nồng nàn kéo dài 15 phút mà chính chú Giải Chiến dành cho cô dâu Thu Hằng nào. 1, 2, 3, hôn! Rất tuyệt vời. Một hình ảnh rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn bác công tác viên đài truyền hình của chúng tôi cũng đã công tác với chúng tôi, và các đồng chí ở bên nhiếp ảnh cũng công tác với chúng tôi đã dành cho cô dâu và chú rể hình ảnh hôn nhau. Vui sao những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào, cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không, em đã vui, thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dấu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Lá trên cao đang tung bay như đón chào, cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không, em đã vui, thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con, con trai sẽ thương giống con. Sau đó bây giờ hai bạn hãy cùng cầm tiếp tục mỗi bạn một ly, và cô dâu chú rể hãy cùng chúc sức khỏe bố mẹ, để hy vọng đây là một cái món quà kỷ niệm đặc biệt nhất, một cái tình cảm bố mẹ đã để lại cho hai con bắt đầu từ ngày hôm nay. Và xin kính mời hai ông bà và cô dâu chú rể cùng nâng ly để uống rượu thống nhất một đại gia đình đi ạ. Xin kính mời. Xin cảm ơn. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng cũng không phủ kín công cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả thấm tân gầy, cha đã che chở cả đời con. Xin cảm ơn các ông bà đã có món quà rất là ý nghĩa, lưu niệm lại cho các con ông bà ngày hôm nay. Thế mẹ cũng rất là tình cảm, mẹ chồng cũng rất là tình cảm, đang trao quà cho con dâu. Bố cũng tình cảm với con trai yêu dấu của bố, cũng có món quà để trao cho con của bố ngày hôm nay.
Sau khi mà chúng tôi thấy là cô dâu Thu Hằng được đón nhận từ phía món quà của mẹ dành tặng cho cô dâu, thì mẹ đã lồng một chiếc vòng bằng vàng vào cổ của cô dâu. Chưa thấy là cô dâu lộng lẫy hơn rất nhiều và sinh ra hơn rất nhiều, cảm động hơn. Và thưa các bạn, phải nói là ông Sĩ và bà Thiết, cách đây mấy chục năm hai ông bà đã hằng mong đợi rằng có ngày hôm nay. Và chính ngày hôm nay cũng lại là một hình ảnh mà làm cho hai ông bà cũng rất là hãnh diện và hạnh phúc. Đó là con trai yêu dấu của ông bà lại được đón nhận con dâu yêu dấu của ông bà nữa. Niềm tình cảm đó của hai ông bà, niềm vui đó cũng không giấu nổi được, mà hai ông bà chỉ biết là mỉm cười và chúc cho hai con luôn được hạnh phúc, bước sang cuộc sống mới tốt đời đẹp đạo, luôn được sống trọn vẹn, hạnh phúc ở bên nhau. Cảm ơn, đây hy vọng là những món quà đầu tiên, cũng là bước ngoặt đầu tiên bố mẹ đã trao tặng cho các con. Nó cũng thay lời chúc của bố mẹ và các con cũng luôn được hạnh phúc bền lâu, và tình cảm cũng vậy, trong cuộc sống cũng vậy, về vật chất và tinh thần, hai con luôn giữ được lấy tất cả niềm tình cảm tốt đẹp giữa các ông bà cha mẹ của hai bên gia đình. Xin cảm ơn nghĩa của bố chú rể hôm nay, đó là kết nghĩa của ông Sĩ. Phải nói là quê thì bác Công đến từ Bắc Ninh để lồng tay vào cháu của bác, hai cháu của bác. Bác luôn được chúc cho hai cháu được thượng lộ bình an. Và lại là cô của bố mẹ chú rể, tình kết nghĩa của cô con, chính điều đó mà bố bà muốn dành tặng cho hai cháu hôm nay món quà. Xin trân trọng kính mời bà. Món quà và dành lời khen ngợi. Tiếp theo bây giờ xin được cảm ơn anh Vì phải không ạ? Anh Chiến. Anh Chiến tên trùng cùng với chú rể ngày hôm nay, và chị Linh là người trong thành phố Hồ Chí Minh, bạn bè rất gần gũi và thân bằng hữu của bố chú rể, hôm nay cũng bay ra đây để chúc mừng cho hai cháu của hai anh chị. Xin được cảm ơn. Theo được thông tin thì chúng tôi biết là anh Chiến là một trong những người chiến sĩ công an, hiện bây giờ anh đang công tác ở tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, và anh đang được công tác ở trong cơ quan công an. Và xin mời quý vị cùng nghe với câu hát Ma Quan dân ca đồng bằng Bắc Bộ, sự trở lại của top ca nam nữ của đoàn, xin gửi tới quý vị. Mời chầu đấy ạ.